Xin trân trọng cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trái bài. Họ có nhớ và muốn liên lạc với bạn không? Nếu như bạn nhìn thấy cái video này, xem như bạn hữu duyên và mình chỉ nói những điều cần nói, không phải nói những điều bạn muốn nghe. Vì đây là trái bài chung, hy vọng các bạn tiếp cận trái bài một cách cởi mở nhất. Và thông điệp trong trái bài có rất nhiều, bạn lựa chọn cái thông điệp nào phù hợp với năng lượng của bạn. Và sau đây mình xin bắt đầu của trái bài. Trong trái bài, các bạn có những lá như sau. Đầu tiên là các bạn có lá 7 ly. Kế đến nữa là các bạn sẽ có lá Judgment, là phán xét. Và lá bài cuối cùng đó chính là lá bài Ace of Cups. Sau đây mình sẽ chi tiết vào từng lá bài. Lá bài đầu tiên thể hiện cái sự cảm nhận của họ về mối quan hệ này, cái mà họ mong muốn trong tình yêu. Khi lá bài này xuất hiện trong một trải bài tình yêu thì chứng tỏ là họ đã đặt ra những cái yêu cầu quá cao và bỏ lỡ rất nhiều người rất tốt, trong đó có bạn. Cái điều họ cần phải suy xét là bản thân của mình và công bằng đưa ra những cái yêu cầu về mức độ về tình yêu hoàn hảo đối với họ là gì. Và họ thực sự có toàn diện giống như yêu cầu của họ muốn dành cho người khác, cho đối tượng họ yêu hay không. Và cái mà họ đang tìm kiếm trong mối quan hệ là cái sự hoàn hảo nhất có thể. Nguy cơ là họ đã ảo tưởng rất nhiều, mơ mộng đến những điều không thực tế. Trên đời này không có ai toàn diện cả, cả họ và bạn. Và trong một cái mối quan hệ lâu dài với một người thì cái người này cũng đặt ra yêu cầu quá cao. Họ luôn mơ mộng và luôn luôn mong mỏi những thứ hoàn hảo nhất cho tình cảm. Điều đó sẽ khiến cho đối phương cảm thấy ngột ngạt và không được tôn trọng. Và nếu như họ không có biết hài lòng với hiện tại của họ thì họ sẽ nhanh chóng mất đi mối quan hệ. Cái sự mơ mộng không điểm dừng này là nguyên nhân lớn nhất khiến cho họ sống không có hạnh phúc. Và thực sự cái mối quan hệ với bạn là một cái mối quan hệ đưa ra cho họ rất nhiều cái cơ hội. Đây là cái cơ hội tốt nhất, nhưng mà họ để cho nội tâm của họ không có tin tưởng vào mối quan hệ này, bởi vì họ chưa có cảm nhận một cách sâu sắc nhất về cái người mà họ thích. Do đó có thể một số điều làm cho họ rất là thất vọng. Trong mối quan hệ của hai bạn, họ đã thể hiện sự bối rối về tình cảm ở hiện tại. Hoặc nếu như họ đã từng yêu thì họ phải nên xem xét kỹ lại là xác định họ muốn gì, rồi họ nên bắt đầu tình yêu với bạn hoặc với một ai đó. Việc họ suy diễn quá nhiều thì khiến cho họ tự ngồi nói chuyện với nhau và làm dồn nén trong lòng, sau đó họ không có chia sẻ ra ngoài. Đây là cái giai đoạn họ đưa ra những cái lựa chọn và họ nên cẩn trọng với những quyết định có thể ảnh hưởng đến tương lai của họ rất là nhiều. Và tình cảm của họ là có yêu bạn hay không yêu bạn thì đang nằm ở cái thể là không có chắc chắn giữa có và không, chỉ là có thể thôi các bạn. Bởi vì họ cần phải thời gian để nghiền ngẫm lại trước khi họ đưa ra một quyết định như thế nào là đúng với họ, tình yêu như thế nào là tình yêu hoàn hảo. Bởi vì họ đang tìm kiếm một sự hoàn hảo hư vô. Bản thân họ cũng phải nên đặt câu hỏi là xem người nào sẽ mang lại cho họ nhiều niềm vui và hạnh phúc nhất về lâu về dài. Và họ có phải gian duy trì cái mối quan hệ này chỉ vì muốn cái ham muốn hơn là cái duy trì quan hệ tốt đẹp? Và họ đã tìm thấy được cái tình yêu đích thực hay chưa? Khi mà họ đưa quyết định này, hy vọng với một trái tim rộng mở, đừng xem nhẹ nó. Bất cứ gì họ chọn đều có khả năng làm cho ai đó tổn thương. Và họ có muốn liên lạc với bạn hay không thì lá bài này sẽ nói lên cái vấn đề đó. Lá bài Judgment, phán xét. Cái quá trình này là cái thời gian, cái sự phán xét đang xảy ra trong họ. Bởi vì họ cần phải quyết định cái gì là tốt nhất cho mình và cân nhắc cái việc này rất cẩn thận, sau đó đưa những cái cam kết để họ có tự biết là phải làm gì trong cái mối quan hệ tiếp theo và trong mối quan hệ cũ với bạn. Bởi vì cái khả năng họ đang tự phán xét chính mình rất là nhiều. Họ sẽ rút ra cái bài học của những gì mà họ đã làm. Hy vọng là họ sẽ tiếp thu những gì đáng giá và sửa lại những gì cần sửa, và đừng bao giờ đánh mất lên giá trị của mình. Bởi vì đây là cái thời điểm mà mọi cái tội lỗi, những gánh nặng cần nên trút bỏ. Quá khứ và những lỗi lầm từ họ đã là dĩ vãng. Hy vọng là họ sẽ sẵn sàng để bắt đầu lại. Có một cái gì đó thôi thúc cá nhân của họ rất là nhiều để họ tái sinh lần nữa. Nếu mà họ đang trải qua cái thời kỳ khó khăn,
thì đây là cái thời điểm cho thấy sự đổi mới trong tầm tay đang diễn ra rất là nhiều. Tôi muốn liên lạc với hay không thì đang là một cái vấn đề nó xảy ra là giữa có và không. Bởi vì họ không biết làm rõ ra những gì mà họ muốn từ cuộc sống hay từ mối quan hệ với bạn. Sau đó là tiến tới thực hiện nó. Khi mà họ quyết định một cái tình yêu cho mối quan hệ mới hoặc là muốn làm lại với bạn thì khả năng sẽ đi đến cái tương lai rất là gần. Nhưng mà họ phải cần thận trọng để đảm bảo rằng họ không có đưa ra kết luận quá vội vàng là đúng hoặc là sai về cái tình yêu cũ hoặc là cái tình yêu mới. Cái vì chậm là chắc, bởi vì họ sẽ không bao giờ biết được cho đến khi họ thực sự có trải nghiệm về cái tình yêu, thực sự có trải nghiệm trong cuộc sống thì họ biết đâu là cái người yêu lý tưởng, đâu là cái người phù hợp với họ. Bởi vì họ luôn luôn đi tìm cái hoàn hảo, mà cái hoàn hảo không bao giờ có trên đời này. Và họ đã ra một quyết định có tính thay đổi trong cuộc sống của họ rất là nhiều, cả về tình yêu. Bởi vì đây là có thể cho thấy họ rất là lo lắng trước những quyết định của mình, bởi vì nó sẽ mang đến sự khác biệt và thay đổi. Nhưng mà họ phải nên hiểu rằng khi mà đã chắc chắn cái điều gì đó mà họ cần phải bình tĩnh. Bởi vì cái sự phán xét bản thân và cái phán xét người khác đúng hướng nhất sẽ giúp cho họ cảm thấy là mọi thứ nhìn lại biết đâu là cái mình cần nhất, và những cái bài học từ đó họ có thể đến những con đường chính xác nhất cho bản thân của họ. Và đây là cái thời điểm họ đang cái suy nghĩ về cái mối quan hệ là có nên tiếp tục kéo dài cái mối quan hệ này không. Hy vọng là họ nên làm rõ những gì mình mong muốn để tiếp tục tiến tới phát triển tình cảm sâu sắc hơn đối với bạn. Bởi vì có thể họ đang đánh giá đối phương một cách rất là khắt khe. Cái sự cảnh giác với việc đổ lỗi và buộc tội nhau trong khi tranh luận để tránh gây tổn hại trong mối quan hệ của mình. Thay vào đó nên ngồi xuống và nói chuyện về cảm giác của họ đối với bạn. Và họ cần phải tha thứ cho lỗi lầm trong quá khứ nếu như muốn cho mối quan hệ tiến triển. Nên thổi vào cái luồng sinh khí mới trong cái mối quan hệ đang đi xuống bằng cách giao tiếp đơn giản, cởi mở và trung thực hơn. Có dấu hiệu có một số người đang là sống ở hai đất nước khác nhau hoặc hai thành phố khác nhau nha các bạn. Và cá nhân của họ cũng phải nên cho cơ hội bản thân mình tìm hiểu kỹ hơn, xem là cái quyết quan hệ này là đúng hay sai đối với họ. Cũng nhắc là có những cái cơ hội không bao giờ gặp lần thứ hai hết trơn á. Do đó hãy tìm hiểu kỹ hơn trước khi quyết định xem là họ đúng hay là sai. Và lá bài thứ ba sẽ là điều họ sẽ làm, cũng như là kết quả của mối quan hệ giữa bạn và họ. Và nhiều khả năng các bạn sẽ nhận được một cái tin tức rất là tốt lành về một cái tin vui. Đây là một cái tin vui. Có thể họ sẽ bước vào một cái giai đoạn cảm xúc với thái độ mới. Cái khoảng thời gian của họ tái sinh cảm xúc, và họ biết là làm mới cái mối quan hệ tình cảm của mình. Và đó, nếu như họ đang bước vào cái giai đoạn mới về sự phát triển về cảm xúc, đòi hỏi là họ phải học lại cách tin tưởng lại từ đầu, là tức là tin tưởng bạn, tin tưởng về cái giá trị thực sự trong tình yêu này. Và sẽ có một thông điệp rất là tích cực sẽ đi kèm theo, bởi vì đây là một cái nhu cầu rất là thực hiện. Bởi vì họ đã quá nghiêm trọng quá cái vấn đề trong cuộc sống của họ rồi, và họ biết đâu cái sự khác biệt của cái việc là nên tôn trọng ý kiến của mình và ý kiến của người khác, không có nghiêm trọng hóa tất cả vấn đề. Bởi vì nghiêm túc quá với chính bản thân họ với người khác lại là cái hậm họa. Và cái tin tức tốt lành này có thể đến gắn liền với mùa xuân, cái mùa mà cái sự tái sinh và cái mùa thức tỉnh về tình yêu của thiên nhiên, tình yêu của đôi lứa. Bởi vì họ đã học được cái bài học sau những cuộc chia tay, những hiểu lầm, những thất vọng có xu hướng khiến cho họ mất đi cái sự trong trắng trong cái mối tình yêu ban đầu. Họ trở nên hoài nghi và sợ hãi. Họ thường bỏ lỡ những cơ hội tình yêu đang đến vì lý do họ sợ hãi mà thôi. Bởi vì họ đã đặt rất nhiều cái vấn đề cũ vào cái bất công và cái phá hoại của mối quan hệ với một người hoàn toàn vô tội là chính là bạn. Trên tất cả là họ phải dám ước mơ một lần nữa, bởi vì họ có thể hạnh phúc nếu như họ nỗ lực hướng tới nó. Hay lập lại kế hoạch tổ chức và dám suy nghĩ lại những cái vấn đề trong tình cảm của họ đối với bạn. Và thông điệp Oracle cho tình huống này là gì? Tự tin vào chính bản thân mình thông qua cái sự tự tin của vũ trụ. Khi mà bạn tự tin vào chính bản thân của mình,
thì chính cái năng lượng của vũ trụ sẽ truyền cái sự tự tin nhất có thể cho bạn. Thay vì các bạn cứ sống trong mối quan hệ sợ hãi, hãy yêu, chúng ta phải trưởng thành hơn để hiểu rằng những thứ mà chúng ta đang xây dựng chỉ là một phần rất nhỏ trong con người. Hãy yêu và yêu thật mình, bởi vì bạn đừng có bỏ lỡ những cái mối quan hệ, bỏ lỡ những cái người hoàn toàn vô tội bởi vì bạn sợ hãi. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.